Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Việt nha. Sáng nay anh em mình đang có mặt ở tại chùa Môn Quang Tự, đường Nguyễn An Ninh của thành phố Rạch Giá. Bên trong thì dịch vụ mai táng của chai hàng Hồng Găng đang đọc bài cảm tạ. Rồi chút xíu nữa anh em mình di quan ra trước chùa cúng một cái rồi bắt đầu đưa về qua viên Vĩnh Hằng an táng nha các bạn. Tất cả bà con xin chặt cho các con các cháu chúng tôi nhận hai cái cúi đầu để gọi là tạ lễ cùng bà con cô bác cùng bên bằng chúng tôi sớm hiền gần xa kính mến đồng và lời nói sau cùng gia đình của chúng tôi cũng đồng quên kính chúc sức khỏe cho toàn thể quý vị quý thầy quý ban nhạc và các anh em của đội kèn đồng toàn thể của đội mai táng đại hồn Hồng Găng thành phố Rạch Giá đã đến đây đưa lên một người một tấm thân một con người để trở lại về nơi lòng đất mẹ. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính thưa bà con cô bác trong chương trình tang lễ của chúng tôi. Gia đình của chúng tôi có bố trí một chiếc xe đưa ở phía sau, quý vị nào không tiện đưa chạy xe ông ra xin kính mời quý vị lên chiếc xe ở phía sau để chúng tôi đưa quý vị tới nơi. Và lương thời cũng đã đến, xin phép được làm lễ chi quan cho bà. Dân giả đạo tiền nhập giả bái quan. Thank you.
đây thì thầy sẽ làm lễ cúng. Làm lễ xong thì bắt đầu đầu tư tăng mình chuẩn bị đưa về qua viên chỉnh hàng nha các bạn. Cái đoạn đường từ đây đến đó cũng khá là xa nha. Thì anh em mình đã đến Nghĩa Trang.
Vĩnh Hằng. Thank you.
Giờ xe đôi kèn nó về mình đi về luôn. Rồi về luôn. Phần kính này các bạn. Anh em kèn phải đang đợi mình tranh thủ ra ngoài.